Chào các bạn đang theo dõi hướng dẫn biên tập video. Trong bài hướng dẫn này, các bạn sẽ được hướng dẫn từng bước để có thể biên tập một video chuyên nghiệp mà không mất quá nhiều thời gian nghiên cứu phần mềm. Một video chuyên nghiệp theo tôi tối thiểu phải đầy đủ 3 phần: intro, nội dung và outro. Intro là phần chứa những hình ảnh gây ấn tượng, thú vị cho người xem, qua đó truyền tải những thông điệp, có thể là tóm tắt nội dung của video hay đơn giản chỉ là một cách hiển thị logo, tên của chương trình kèm theo những âm thanh vui nhộn gây chú ý cho người xem. Phần nội dung sẽ gồm những khúc phim thể hiện chi tiết, chính xác thông tin mà tác giả muốn truyền tải. Ví dụ, xem xong nội dung của chương trình hướng dẫn này, các bạn có thể tự mình biên tập được một video chuyên nghiệp. Và cuối cùng là outro. Outro giống như phần kết của một bài văn, sẽ chứa những hình ảnh hay nội dung tổng kết của video. Outro cũng có thể là lời cảm ơn tới khán giả đã xem video hay một cách thể hiện logo, địa chỉ liên hệ của tác giả mà người xem có thể cần đến khi muốn trao đổi với tác giả của video. Và để có được một video chuyên nghiệp, bạn cần phải trải qua các bước chuyển đổi định dạng video, biên tập video và cuối cùng là xuất bản video. Bước 1, chuyển đổi định dạng video. Có thể nguồn video của chúng ta không được phần mềm biên tập hỗ trợ đọc hoặc hỗ trợ nhưng kém, nên chúng ta cần chuyển đổi định dạng video nguồn sang các định dạng mà phần mềm biên tập và hỗ trợ đọc tốt. Trong tài liệu này thì sẽ sử dụng phần mềm Media Pro Soft Free để chuyển đổi video nguồn từ định dạng MOV được lấy từ máy quay sang định dạng AVI nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng hình ảnh và âm thanh của video. Bước 2, biên tập video. Đến đây bạn có thể trổ tài thiết kế của bạn. Bạn sẽ phải sử dụng phần mềm Camtasia để cắt bỏ những cảnh quay bị lỗi. Sau đó ở những cảnh quay cần thay nền thì bạn sẽ phải sử dụng phần mềm Adobe After Effects để tách và thay nền cho video. Tiếp theo bạn sẽ quay trở lại phần mềm Camtasia để nối các cảnh quay lại bằng các thao tác ghép hình ảnh, âm thanh hay các hiệu ứng để mang lại hiệu quả truyền tải thông tin một cách tốt nhất. Cuối cùng trong bước này, bạn cần thiết kế một intro và outro ấn tượng để chèn vào đầu và cuối của video. Chất lượng và mức độ chuyên nghiệp của video sẽ tùy thuộc vào óc thẩm mỹ và sự sáng tạo của bạn. Và cuối cùng bước 3, xuất bản video. Sau khi đã biên tập video xong, chúng ta sẽ xuất bản video hay còn gọi là render để có thể chia sẻ lên cộng đồng mạng hay phục vụ một mục đích nào đó của bạn.